Câu hỏi đầu tiên có giá trị 30 điểm của bạn Thiên Phương như sau. Truyện Kiều của Nguyễn Du có đoạn cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Tại sao lại gọi là sử xanh? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, thời xưa khi chưa chế ra giấy thì người ta dùng các thanh tre xanh hay còn gọi là thanh giản đem nướng khô mà vẫn giữ được màu xanh của cật, rồi dùng bút dao, bút sắc nhọn như dao ghi chép sử trên đó nên gọi là sử xanh. Thêm một kiến thức rất thú vị dành cho các bạn thí sinh. Bây giờ thì Minh Lực sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm của mình. Cửa hàng niêm yết giá bán một chiếc áo khoác với giá cao hơn 20% so với giá nhập về. Sau một thời gian, cửa hàng quyết định giảm giá áo 20% so với giá niêm yết và nhận thấy giá đó thấp hơn 84.000 so với giá nhập. Hỏi giá nhập về của chiếc áo là bao nhiêu? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Thiên Phước. Dạ, câu trả lời của em là 2.100.000. Thiên Phước đã tính như thế nào? Dạ thì đầu tiên em sẽ gọi số giá tiền của áo là x. Mình sẽ có là sau khi tăng lên 20% thì nó sẽ là 120% của x. Sau đó nó giảm đi 20% thì tức là 80% của 120% của x. Lúc này em trừ đi x thì nó sẽ bằng âm 84.000. Và đáp án sẽ giải phương trình này nó sẽ ra là 2.100.000. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Thiên Phước.